Xin chào cả nhà, hôm nay ShopFeedBest sẽ giới thiệu với cả nhà một mẫu mới về của thương hiệu Tomtoc. Này, hôm nay mình sẽ khui loại mẫu này của mới này nha. Này, ở bên trong sẽ có thêm một cái túi vải để bảo vệ logo. Đây là mã mới của thương hiệu Tomtoc, mã sản phẩm là H73E1D1. Sản phẩm như thế này. Đây là một trong những sản phẩm đắt nhất của shop mình. Thì lý do mà nó đắt là như sau. Điểm đặc biệt nhất của sản phẩm này đó là chất liệu nó hoàn toàn mới hết. Trước giờ thì các ba lô là lấy chất liệu từ polyester trượt nước và vải Corura. Corura là làm cho vải của quân đội. Còn hiện giờ là Tomtoc ra một cái mẫu mới này thì chất liệu vải này là chất liệu rất đặc biệt, đó chính là vải X-PAC. Thì công nghệ làm vải X-PAC này là dùng để làm cho cánh buồm. Thì các anh chị cũng biết là cái cánh buồm ở ngoài biển thì nó sẽ cần cái độ bền về chất liệu, tại vì nó chịu áp lực rất là lớn và khắc nghiệt từ thời tiết. Cho nên là mình dùng cái vải này thì nó vừa chất lượng, độ bền bỉ màu nó rất là cao, và đặc biệt là nó hạn chế rách hay là phai màu. Đây thì ba lô này thiết kế những ngăn nhỏ bên trong như thế này. Ở trên đây thì có những cái ngăn nhỏ rất là tiện dụng luôn. Mình có thể vắt viết và mình để một số vật dụng tiện dụng. Ở bên trong đây là có ngăn chính. Ngăn chính thì sẽ đựng được các vật dụng mình chia ngăn ra như thế này. Ví dụ mình đựng tài liệu hay là các anh chị có thể đựng được tầm khoảng 3-4 bộ quần áo. Đấy. Ngoài ra thì bên đây có một số cái ngăn nhỏ như thế này. Đây là cái ngăn chính thông thường. Mà sau lưng đây thì sẽ có một cái ngăn laptop riêng. Đây. Ngăn laptop riêng thì sẽ như thế này. Thì cũng như các anh chị được biết, thương hiệu Tomtoc thì chuyên làm cho các dòng MacBook với lại các loại laptop cao cấp. Cho nên là cái chế độ chống sốc nó rất là tốt. Ở ngăn đáy ở dưới này là cái lớp mút rất là dày, và ngang bên hông này thì để chứa laptop hoặc là MacBook thì sẽ là cái vải nhung rất là đẹp. Ngoài ra thì có thể chứa được ngăn iPad. Đây, iPad mình có thể đây, hoặc là một cái laptop thứ hai nó nhỏ hơn. Ví dụ đây mình đựng được laptop 15-6 inch thì ở đây mình có thể đựng được laptop 13 hoặc 14 inch. Ngoài ra thì ở bên này có thêm một cái ngăn nhỏ này nữa. Đây, ngăn nhỏ này. Các anh chị có thể để ví tiền hoặc là các vật dụng quan trọng vào cái ngăn này cũng được. Dây kéo rất là mượt mà. Thì thương hiệu này là luôn luôn sử dụng đầu kéo YKK, dây kéo và đầu kéo YKK. Thì đầu kéo YKK này là của Nhật Bản, rất là bền chắc và được sơn tĩnh điện màu đen nhám rất là đẹp luôn. Ba lô này có thiết kế thêm một cái quai sách như thế này nữa. Thì khi mà mình không có mang ba lô thì mình xách như vậy nó cũng tiện. Và đây có thể là có một cái sợi dây đai này là mình gắn vali lên. Thì ở đây có thêm một cái sợi đai trợ lực này, mình có thể ngang ngực để mà cố định ba lô khi mình di chuyển, không chỉ bị đung đưa. Khi mình đựng cái vật dụng và laptop vô thì nó sẽ hơi nặng một xíu, nên là cái quai này thiết kế rất là bền chắc. Đây có đánh bọ rất là dày. Thì khi như vậy mình, thứ nhất là nó có mút, thì khi mà mình xách lên như vậy thì nó đỡ cái tải trọng cho mình. Và cái mút ở đây thì nó sẽ được may xuống đây là rất là thoáng khí, khi mà mình mang trên lưng nó sẽ không có bị nóng. Nói chung ba lô này nhìn ra thì với tầm giá này thì mình thấy là nó rất là đặc biệt, và nó vừa là điểm độc đáo nhất, cũng là vừa là điểm khuyết điểm, đó chính là ba lô này nó hơi đắt tiền một chút xíu. Tuy nhiên thì ShopFeedBest đang có chương trình khuyến mãi cho tháng 5 này là được giảm 10%, nên là có gì các anh chị thích mẫu túi này thì cứ inbox cho shop mình, rồi shop mình tư vấn kỹ càng hơn để các anh chị có thể lựa chọn được một cái ba lô mình thích nhất.